Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Ramma cha lô ca thi ba thi sa hầm ba thi ca tăng cha li an thi qua răng a à ya cha tha san thi tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề sê tu thâm măng a à nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dẫn cha ca dẫn su tan cha băng thân a phi tham ma châm măng a cô ta dân tơ ta tu sát cha đăng đăng ba bơ tha ni dê ba đi xa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trơ hoa lành rải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giả ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhôm kiều trần như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi gặp chốn nghi tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi quan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 352. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư. Dạ Nam Mô Bụt Hai Giá. Các vị nghe được âm thanh được không ạ? Dạ cảm ơn con Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Rạng Đông. Dạ cảm ơn các vị đã cho biết được âm thanh tốt. Để bắt đầu cho buổi học ở ngày hôm nay, xin đại xin cung thỉnh chư tăng và các vị cùng hướng về Tam Bảo ta làm lễ đảnh lễ tóm tắt. Arahang sammasambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi Svakato bhagavata tammo Dhammang namassami Supatthipanno bhagavato savakasangho Sangkhang namami. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày học hôm nay ngày thứ 6 chúng ta tiếp tục học câu kệ ngôn pháp cú kế tiếp, đó là câu kệ ngôn pháp cú số 352 trên 423 câu. Câu kệ ngôn pháp cú số 352 có nội dung như sau: Vita tanho anadano
Niruti pada kovido akka akka ranang sani patang chanya puppa pari paranicha sawe antimasa siriro mahapanyo mahapuriso ti ucchati. Ái lìa không chấp thủ cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Quy ta tân hô anadano nirut pada kovido akaranang sanipatang chanya puppa paranicha sawe antasa siriro mahapanyo mahapuriso ti vuchati. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trước tiên thì chúng ta sẽ học về ngữ pháp, về từ vựng của câu kệ Ngôn Pháp Cú số 352 này. Câu đầu tiên đó là Quy ta tân hô anadano. Trước khi học câu về từ vựng, chúng ta nghe về cái bản dịch văn xuôi của Ngài Chánh Thân. Người có ái dục đã lìa, không nắm giữ thông thạo về từ và ngữ, nên biết sự kết hợp của các mẫu từ và các việc trước sau, vị ấy quả nhiên có sát thân cuối cùng, có đại trí tuệ, gọi là đại nhân. Câu kệ ngôn số 352 này chúng ta sẽ học về ngữ vựng. Thứ nhất là quy ta tân hô anadano. Quy ta tân hô có nghĩa là ái dục, lìa ái dục. Quy ta là đã được lìa, rời khỏi. Tân há tân hô là ái dục. Ái dục đã được lìa. Anadano, anadano có nghĩa là không nắm giữ. Không nắm giữ. Câu kế tiếp, niruti pada kovido. Niruti pada kovido. Cái này thì gồm từ ghép gồm nhiều từ. Niruti ghép với pada và một từ nữa là kovida. Niruti có nghĩa là từ hay là chữ. Pada có nghĩa là câu hay là ngữ. Kovida đá có nghĩa là thông thạo. Thì cái cụm từ ghép này là niruti pada kovido có nghĩa là thông thạo về từ và ngữ. Kế tiếp chúng ta học là akkaranang sanipatang. Akkaranang akkara, akkara là mẫu tự đó các vị. Akkara là mẫu tự. Mẫu tự. Sanipatang. Sanipatang có nghĩa là sự kết hợp. Sanipatang là nghiệp, có nghĩa là sự kết hợp. Câu thứ tư đó là chanya puppa paranicca. Chanya puppa paranicca. Chanya là biết. Nhà biết. Puppa paranicca. Puppa là trước, apara là cái khác. Nhưng mà kết hợp lại thì Ngài Chánh Thân có dịch là có thứ lớp puppa parani, tức là có trước có sau á,
có thứ lớp thứ tự, có trước có sau, có thứ lớp. Câu thứ năm, còn từ chá nữa, chá là và đó, và tức là và cái từ chá này nó kết hợp của câu thứ ba và câu thứ tư, nó cũng liên kết với câu thứ ba và câu thứ tư, là có các mẫu tự được sự kết hợp và nhận biết được cái trước cái sau, có thứ lớp. À, chữ chá đây là chữ và. Câu cuối cùng, câu thứ sáu, Mahapanyo Mahapuriso Tit Vuccati. Xá ở đây có nghĩa là người ấy, vị ấy. Thường chúng ta sẽ quen với cái từ là so. So-te là so, nói về cái người thứ ba, nhân vật thứ ba, số ít và số nhiều. Nhưng một số văn bản thì do sử dụng theo kệ ngôn cho nên vẫn giữ chữ xá. Antimasariro. Chữ V là quả nhiên, thật vậy. Antimasariro, cái này là từ ghép, từ ghép là antima cộng với lại sarira, antima cộng sarira. Antima là cuối cùng, sarira là xác thân. Cho nên là antimasariro là có xác thân cuối cùng, hay là có thân xác, có cái bản thân này, tấm thân này. Mahapanyo là bậc đại trí tuệ. Maha là to lớn, vĩ đại. Panya là trí tuệ. Chữ tí được tỉnh lược, đó là cái từ y tí là như vậy đó. Chữ y tí thể hiện bằng hai cái dấu ngoặc kép. Khi chúng ta đọc một cái đoạn trích bởi hai dấu ngoặc kép thì cuối của đoạn trích đó sẽ dùng một cái từ Pali được phát hiện, đó là ý tí, và được viết gọn thành chữ tí. Từ cuối cùng là vút chất tí, có nghĩa là được gọi, được nói lên, được gọi, được nói đến. Như vậy là chúng ta đã lần lượt điểm sơ về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 352 này. Và một lần nữa, câu kệ ngôn Pháp Cú số 352: Vitano anadano niruti pada kovido akaranang sanipatang chanya popa paranicha sawe antima sariro mahabanyo mahaburiso ti pucati. Ái lìa không chấp thủ, cú pháp khéo biện tài, thấu suốt từ vô ngại, hiểu thứ lớp trước sau, thân này thân cuối cùng, vị như vậy được gọi bậc đại trí đại nhân. Bản dịch của Ngài Minh Châu, Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và bản phổ thơ của Ngài Giới Đức đó là: ái không chấp thủ cũng không, ngữ nguyên vô ngại suốt thông tứ từ, trước sau cú nhiên như biện tài thiện xảo, kinh thư lòng mình, bậc như vậy quả vô sinh, vị nhân đại trí tuệ minh khó lường. Nam mô Bụt Tha Giác. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ đi về cái phần nào duyên sự.
lý do đâu, nguyên nhân tại sao mà Đức Phật Ngài đã nhắn gửi, nhắc nhở Sách Tấn và nói lên hai câu kệ ngôn pháp cú này. Cái duyên sự mà chúng ta hôm nay chúng ta được tìm hiểu đó, thì là đó là một cái duyên sự bao gồm nhóm hai câu pháp cú 351 và số 352. Và cũng như là cái duyên sự này chúng ta cũng đã được nghe bởi các cái vị giảng sư ở bài học trước. Và hôm nay chúng ta được một lần ôn lại phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Thưa quý vị, duyên sự của nhóm câu hai câu kệ ngôn pháp cú 351 và 352 liên quan đến một cái sự kiện, một cái nhân vật, đó là Ma Vương. Khi đến nhắc đến Ma Vương thì chúng ta có một cái quan điểm là không có thích, không có ưa, tại vì Ma Vương được xem là chúng sanh có phước nhưng không có thích những người tu hành, và nhất là những người tầm cầu sự giác ngộ. Tại vì để mà trở thành vua, để trở thành một cái vị thiên vương, ma vương, thì chắc chắn là vị đó có phước báo. Nhưng mà do cái ý nghĩ, cái suy nghĩ và cái khuynh hướng của những người này đó, hội chúng của Ma Vương cũng vậy, là không có thích cái người tu hành, không có thích cái việc mà nói pháp hay là liên quan đến những cái mà từ bỏ thế gian, ly gia cắt ái, hay là xả bỏ, làm những cái việc mà hướng đến cái sự loại trừ các cái phiền não. Đó là bản chất của những cái chúng sanh có phước nhưng mà lại không thích cái việc mà tầm cầu giác ngộ. Và nhiều khi đó quý vị, chúng ta đổi thừa là khi mà chúng ta tu, chúng ta làm các thiện pháp đó, thì chúng ta bị Ma Vương chi phối. Nhưng mà thật sự ra đó, nhiều khi Ma Vương có nhiều loại, ma có nhiều loại, chứ ma ra nó có nhiều loại. Và Ma Vương là một trong nhiều ý nghĩa của từ Ma Ra, là chư thiên ma. Còn một cái loại ma nữa, đó là ma bởi cái phiền não ma đó. Thì chúng ta đang nuôi dưỡng cái con ma phiền não khi mà chúng ta sống ở trong cuộc đời này. Nhiều khi mà chúng ta nuôi mà chúng ta không có biết chúng ta nuôi, mà chúng ta cứ đổ thừa là thử thách này, cái khó khăn kia, đó là Ma Vương ở quấy phá. Nhiều khi sáng thức dậy tụng kinh hay là chuẩn bị đi chùa, cái cảm thấy trời hôm nay nắng quá, nóng quá, mưa quá, lạnh quá, đói quá, hay mệt quá, hay là có một cái lời mời tiệc vui nào đó xen vào, thì chúng ta lại ngưng quản lại cái việc mà đi chùa hay là nghe pháp, và chúng ta đi làm những cái việc vui thích tham đắm. Thì lúc đó chính con ma phiền não nó đang thách thức để cho chúng ta có thể vượt qua được hay không. Quay lại cái câu chuyện duyên sự của câu kệ ngôn, giống câu hai câu kệ ngôn này, thì nói đến Ma Vương. Đức Phật Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên khi mà Ngài đã thuyết lên nhóm hai câu kệ ngôn này. Câu chuyện là như thế này: vào một lần nọ đó, các chư tỳ kheo tăng, những cái vị trưởng lão từ xa trở về thăm viếng Đức Phật. Thì cái truyền thống này, đó là một cái truyền thống
trước giờ rất là lâu đời và một cái nét đẹp rất là tốt. Tại vì ngay cái thời bây giờ đó, nếu mà vị nào ở khu vực miền Tây, ở Trà Vinh hay là Sóc Trăng, đó là cái nôi của Phật giáo Theravada, thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh trước cái ngày nhập hạ, chư tăng ở các tỉnh, ở các nơi, ở các cái huyện đều tập trung về một cái chùa của một cái vị hòa thượng lớn ở trong khu vực đó để mà đảnh lễ, để mà xin cái lời giáo huấn sắp tấn trước khi vào 3 tháng hạ. Cũng như vậy, ở trong thời Đức Phật thì không phải là trước khi nhập hạ đâu, mà có những cái ngày, có những cái thời gian mà các vị ở xa đó, sau khi du hóa để mà hoằng đạo độ sanh, thì các ngài cũng trở về để viếng thăm Đức Phật, và cũng như là trình bày những cái sự việc mà mình đã gặp. Và khi mà các ngài trở về đó, là những cái vị trưởng lão, những cái vị cao hạ tu lâu, thì có một cái chùa thì không có, có nhiều cái hương thất, nhiều cái chỗ, cái thất để cho các sư nghỉ ngơi qua đêm. Thì ngài Ra Hú Lá là vị trưởng lão, là vị ngài Ra Hú Lá là vị tỳ khưu, tân tỳ khưu vừa xuất gia. Trong chú giải thì nói là ngay lúc này thì ngài Ra Hú Lá chưa có não, chưa có một cái hạ nào, tức là vừa xuất gia, chưa có trải qua được cái mùa hạ nào. Thì đối với một vị tân tỳ kheo, đó là cái pháp cung kính lễ phép đó, thì khi mà các ngài trưởng lão về mà không có đủ cái chỗ để nghỉ ngơi đó, thì ngài Ra Hú Lá nhường cái thất của mình cho những cái vị trưởng lão đó, nhường cái thất của mình, cái chỗ ngủ của mình. Thì khi mà nhường không có chỗ ngủ, thì ngài Ra Hú Lá ngài đến phía trước hay là cái mái hiên đó của hương thất Đức Phật để ngài nghỉ qua đêm. Thì thưa quý vị, một cái hình ảnh rất là đẹp, đẹp. Một cái vị xem như là theo ngoài xã hội đó, thì là con của một vị vua, con một vị vua. Và sau khi mà Đức Phật ngày xuất gia rồi đó, thì tới Nanda là em cùng cha khác mẹ. Khi đến Nanda đi tu rồi đó, thì Ra Hú Lá là niềm hy vọng cuối cùng. Thì Ra Hú Lá là một cái sẽ trở thành vua tương lai. Vừa là con của một vị vua và là một vị vua tương lai. Và khi mà xuất gia vào trong giáo pháp á, thì trở thành một cái vị hiếu học, một cái đức tánh tốt. Và sau khi xuất gia thành một cái vị tỳ kheo đó, thì Ra Hú Lá cũng đã chứng đắc được đạo quả, thánh đạo thánh quả, A-la-hán. Thì ngài Ra Hú Lá, ngài đã hoàn thành cái phận sự của mình, của một vị sa môn. Nhưng mà cái đức tánh khiêm nhường, kính trọng các cái vị trưởng lão, ngài luôn luôn ngài giữ. Đó là một hình ảnh rất là đẹp. Nhưng cái hình ảnh đó đối với Ma Vương á, thì Ma Vương lại có một cái suy nghĩ khác. Khi mà Ma Vương thấy được cái hình ảnh mà ngài Ra Hú Lá nhường thất của mình cho các cái vị trưởng lão mà ngủ ở ngoài, phía ngoài hương thất của Đức Phật đó, thì Ma Vương có một cái ý định xấu. Một cái ý định xấu, tức là Ma Vương muốn làm cho cái cách nào đó cho ngài Ra Hú Lá khởi lên cái tâm hoảng sợ, hãi hùng. Và chính vì ngài Ra Hú Lá khởi lên cái tâm hoảng sợ, hãi hùng, thì làm cho Đức Phật ngài động lòng. Bởi vì Ma Vương nghĩ đơn giản, đứa con ruột của mình khi mà lo sợ lắng hoảng sợ, họ quả người cha sẽ có cái tâm gần tương tự như vậy.
Thì sau khi ra cái quyết định như vậy đó, Ma Vương đã xuất hiện với cái hình tướng là con voi, con voi rất là lớn, với cái bề ngoài hung tợn dữ dằn. Và ở trong chú giải thì ghi là dùng cái voi quấn vào đầu trứng của ngài Rahula, rồi rống một tiếng rống rất là lớn nhằm mục đích là gây cái sự kinh hãi hãi hùng cho ngài Rahula. Nhưng mà đương nhiên là đối với một vị đã giải thoát rồi đó, một vị vô lậu, thì không có cái gì làm cho ngài luôn sợ hãi hết. Thì lúc đó Đức Phật ngài ở phía bên trong hương thất, Đức Phật ngài biết cái sự việc nó ra, ngài nói vọng ra cho Ma Vương được biết đó: này Ma Vương, cả trăm ngàn người cũng không làm cho con của Như Lai rúng động được, vì con của Như Lai đã cắt lìa ái dục, có nhiệt tâm tinh cần, có nhiều trí tuệ, nên không còn run sợ nữa. Và sau cái câu nói của Đức Phật thì Ma Vương biết mình đã có một cái ý định sai lầm và đã không có đạt được cái mục đích như ban đầu. Ma Vương sợ hãi và đã biến đi ở chỗ khác. Thì cái duyên sự liên quan đến cái câu nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú 351 và 352 liên quan đến Ma Vương. Để nói rõ hơn cái vấn đề mà Ma Vương đó, thì nhắc thêm một cái chút xíu về cái lịch sử. Thật sự ra Ma Vương đã theo dấu chân Đức Phật từ lúc ngài có ý định xuất gia. Chúng ta để ý thì khi mà Bồ Tát khi còn là Thái tử đó, ngài chưa có biết vì gì về cái cuộc sống khổ đau. Và khi mà ngài dạo bốn cửa thành và quyết định xuất gia, tức là bỏ cung vàng địa ngục để mà tìm con đường giác ngộ đó, thì Ma Vương đã xuất hiện. Ma Vương đã xuất hiện để mà ngăn cản. Ma Vương đã xuất hiện để ngăn cản. Ở trong chú giải của quyển Bố Tát Quan Xá là Đạo Sử đó, thì có nói rằng lúc đó Ma Vương đã xuất hiện và nói với Bồ Tát đó: thưa ngài, ngài sẽ trở thành một cái vị chuyển linh vương trị vì khắp bốn đại châu, được bao quanh bởi 2.000 tiểu đảo. Hãy trở về, tâu bệ hạ. Đây là cách mà Ma Vương dùng cái lời ngon ngọt dụ dỗ khi mà Bồ Tát muốn Thái tử lúc này là đã thành vua rồi, lúc này đã thành vua rồi, có ý định là xuất gia để tìm con đường giác ngộ. Ma Vương đã dùng cái cách thứ nhất, cái chiêu thức thứ nhất đó là ngọt ngào, dụ dỗ, dùng cái ngai vàng, dùng cái ngai vàng của vị chuyển linh vương đó để mà dụ dỗ. Rồi một lúc nữa đó là khi mà Thái tử ngày đi xuất gia mà khổ hạnh đó, thì Ma Vương lại xuất hiện tiếp tục để mà hù dọa ngài. Nếu mà ngài không có chịu mà từ bỏ con đường giác ngộ đó, thì Ma Vương sẽ theo ngài. Và khi mà ngài khởi lên cái sự thố thất tinh tấn đó, Ma Vương sẽ tìm cách để cướp đoạt mạng sống của ngài. Và cái sự cám dỗ hay là hù dọa của Ma Vương cũng không làm thay đổi lung lay cái ý chí của một cái vị đại nhân, một cái vị Bồ Tát ở kiếp cuối. Và Ma Vương đã thất bại cho đến khi Đức Bồ Tát đã thành đạo, trở thành một cái vị Phật giác ngộ rồi đó, thì Ma Vương một lần nữa đã xuất hiện. Lần này thì Ma Vương không còn cách nào để mà cám dỗ hay là hù dọa nữa,
mà chỉ là dùng một cái cách cầu xin. Tại vì đã trở thành Phật rồi, bây giờ không có còn cách nào để mà căn cản được nữa, cho nên Ma Vương đã cầu xin. Cầu xin cái gì? Cầu xin Đức Phật nhập Niết Bàn. Tại vì Ma Vương sợ là khi mà Đức Phật Ngài đem giáo pháp, cái lời, cái pháp mà thực chứng của Ngài giảng dạy cho chúng sanh, thì có nhiều người giác ngộ nữa, thì lúc đó lại là có nhiều người thoát khỏi cái tầm tay kiểm soát của Ma Vương. Thì lúc đó Ma Vương đã cầu xin Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Đức Phật Ngài đã trả lời với Ma Vương, đó là khi nào giáo pháp của Đức Phật có đầy đủ tăng tướng chúng, tướng chúng bậc xuất gia, bậc cư sĩ được thành lập vững mạnh và tự mình có thể nương tựa lẫn nhau, thì lúc đó Đức Phật Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Đại khái cái ý nghĩa của cái việc mà Đức Phật Ngài trả lời cho Ma Vương ngay cái lúc mà sau khi thành đạo. Và các vị biết là sau 45 năm hoằng đạo đó, hoằng pháp đó, thì Ma Vương lại xuất hiện lần nữa. Đây là lần thứ tư. Đây là lần thứ tư để mà Ma Vương nhắc câu hứa của Đức Phật. Câu hứa Đức Phật. Thì lúc này Đức Phật Ngài xét thấy là những cái lời nói như là tứ chúng đã lớn mạnh, đã thành tựu đó, thì Đức Phật Ngài xét thấy đã đủ các chuyện rồi. Thì Đức Phật Ngài đã hứa với Ma Vương là sau 3 tháng nhập Niết Bàn. Thì đó là những cái mẫu chuyện ngắn liên quan đến những cái gì đối với Ma Vương và Đức Phật. Và lần này thì cái câu chuyện duyên sự ở trong nhóm câu kinh ngôn pháp cú này cũng có nhân vật xuất hiện, đó là Đức Phật, Ma Vương và một cái vị nữa, đó là Ngài Ra Hú Lá. Thưa quý vị, nói về Ngài Ra Hú Lá đó, như Tịnh Đàn đã trình bày, thì cái việc mà trình bày về câu pháp cú, Tịnh Đàn sẽ đi nhiều cái thời gian trong cái việc nói thêm, giảng rộng trong cái duyên sự, để chúng ta có cái nhìn rõ hơn tại sao có những cái nhóm câu pháp cú này. Chứ Tịnh Đạt không có nhấn mạnh về cái ý nghĩa câu pháp cú. Nói về Ngài Ra Hú Lá thì chúng ta sẽ ôn lại một tí xíu, đó là Ngài ra đời vào cái đêm mà cha của mình bỏ hoàng cung đi tu. Thì khi mà Đức Phật đã trở thành một vị giác ngộ rồi đó, lần đầu tiên trở về quê ở Kapila Vatthu, thì Ra Hú Lá lúc đó được 7 tuổi. Ra Hú Lá hồn nhiên, 7 tuổi thời đó với thời bây giờ thì cũng không khác nhau đâu, rất là hồn nhiên, vô tư. Thì Ra Hú Lá từ nhỏ đã không có thấy bóng cha, cho nên khi mà thấy cha về rất là mừng. Và khi được mẹ dạy đó là cha của Ra Hú Lá hãy đến để mà xin cái ngôi báo. Thì Đức Phật Ngài đã dùng cái cách đó là hướng dẫn cho Ra Hú Lá đi về chùa và cho xuất gia với lại Ngài Sariputta, Ngài Xá Lợi Phất. Thì sau khi xuất gia đó, Ra Hú Lá cũng có nhiều cái nông nổi, nhiều cái vô tư, cũng xem là một trong những cái vị mà nhỏ đầu tiên của Phật giáo xuất gia vào trong giáo pháp. Thì Đức Phật Ngài đã dùng có nhiều cách để mà giáo huấn cho Ra Hú Lá trở thành một cái vị có cái phẩm hạnh nghiêm trang. Trong đó thì nổi bật nhất là cái bài kinh Ambalatthika Sutta, bài kinh Chula Ovada Sutta. Bài kinh Ambalatthika Sutta đó, ở trong Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh đó, thì Đức Phật Ngài dùng những cái hình ảnh như là cái chậu nước để mà Ngài dạy dỗ Ngài Ra Hú Lá, hay là Ngài dùng cái hình ảnh con voi ra trận để Ngài giáo huấn Ngài Ra Hú Lá. Ngài giáo huấn Ngài Ra Hú Lá về cái đạo đức, về cái trang nghiêm, nhất là cái nói thật,
về cái chân thật. Bởi vì đối với một cái đứa bé đó 7 tuổi, và ngay cả những cái đứa bé thời chúng ta bây giờ đó, thì phải nói là cái điểm khen đầu tiên đó là phải là cái pháp chân thật. Cái đứa bé nào mà nó thiếu cái pháp chân thật đó, thưa quý vị, đó là một cái đứa bé có một cái tiềm ẩn rất là không có ngoan, rất là không có ngoan. Bởi vì thiếu cái pháp chân thật đó, có thể là dối cha, dối mẹ, dối thầy cô. Và khi mà lớn lên có cái kinh nghiệm cuộc đời, hay là có tiền, có địa vị, thì cái pháp chân thật đó làm cho con người đó bị hư hại, không có trung thực. Thì Đức Phật Ngài đã nhắc nhở Sách Tấn Rahula từ khi Rahula mới bước chân vào đạo lúc 7 tuổi. Thì xin nhắc lại một vài cái hình ảnh ở trong cái bài kinh Ambalakika Sutta nói về cái pháp chân thật hay là không nói dối. Thì Đức Phật Ngài nói là Ngài dùng cái chậu nước rửa chân đó, khi mà Ngài rửa chân xong á, thì trong cái chậu nước còn một ít, thì Ngài mới bảo rằng Ngài Rô Lá có thấy một ít nước ở trong cái chậu rửa chân hay không. Thì Ngài Ra Hú Lá, lúc đó là Sê Di Ra Hú Lá, mới bảo dạ bạch Thế Tôn có. Thì Đức Phật Ngài nói là cái quả sa môn hạnh đó nó không có lợi ích gì. Nếu mà ngươi nói dối, biết mà nói dối. Và cái hình ảnh thứ hai, Đức Phật Ngài đổ hết nước ở trong thau, trong chậu ra. Cái hình ảnh thứ ba đó là Ngài lật úp cái chậu rửa chân lại. Và cái thứ tư đó là ngửa chậu nó lên. Lúc đó cái chậu không còn nước, một cái chậu trống không. Thì Ngài cũng dạy Ngài Ra Hú Lá, đối với một cái người đó, một cái sa môn đó, thì biết mà vẫn nói dối đó, thì nó giống như là chút ít nước ở trong chậu cũng không lợi ích gì. Hay là nước đã đổ hết rồi, hoặc là cái chậu ấp ngửa, hoặc là cái chậu được mở ngửa, không còn gì trong đó. Và thứ hai đó là cái hình ảnh mà cái con voi đó, khi mà lâm trận đó, khi mà ra trận chiến tranh đó, thì con voi luôn luôn lúc nào nó cũng giữ cái vòi cho nó. Nó gìn giữ cái vòi sợ bị thương. Và khi mà con voi nó ra trận mà nó đã dám xông trận và không quan tâm đến cái vòi của nó, thì cái người đó giống như là nó không còn sợ hãi cái gì hết đó. Thì giống như là cái hình ảnh nó giống như là một cái người mà không còn cái sự biết thiện ác, biết ghê sợ, có biết tàm biết quý đó. Thì cái người đó chuyện ác nào cũng làm hết. Đó là những cái hình ảnh mà Đức Phật Ngài đã dạy dỗ Ngài Ra Hú Lá khi mà mới bước chân vào chùa. Và khi lớn lên á, đặc biệt là Ngài Ra Hú Lá, chúng ta không có nghe nhiều về cuộc đời của Ngài. Ngài khi mà xuất gia vào chùa năm 7 tuổi, nhưng mà năm 20 tuổi mới được xuất gia tỳ kheo. Và lúc đó sau cái bài kinh Chu Lá Ô Va Đá Xuất Tá đó, tiểu Ô Va Đá là Ngài Ra Hú Lá đó, thì lúc đó Ngài mới chứng đắc được quả vị A-la-hán. Và cái cuộc của Ngài được nhắc đến trong chú giải, đó là Ngài mất, Ngài viên tịch trước thầy của mình là Ngài Sariputta và trước cả Đức Phật. Năm đó thì khoảng chừng là 50 tuổi. Và đặc biệt đó, ngày trước khi Ngài viên tịch đó, Ngài đã giữ cái hạnh thú tăng cá đó, không có nằm suốt 27 năm. Chúng ta được nghe nhiều nhắc đến đó là cái hạnh giữ đầu đà thú tăng cá của Ngài Maha Kassapa. Nhưng mà Ngài Maha Kassapa là Ngài là cái vị đại diện, là cái vị giữ gìn cả trọn vẹn 13 pháp
Đầu Đà Thú Tân Cá. Nhưng ngoài đó có những cái vị thọ trì hành Đầu Đà rất là tốt, rất là kiên trì, như là ngài Ra Hú Lá suốt 27 năm trước khi ngài viên tịch, ngài đã thọ cái hành Đầu Đà ngăn quay nghi nằm. Đó là một số cái thông tin liên quan đến ngài Ra Hú Lá. Và quay lại cái duyên sự của cái câu kệ ngôn pháp cú này đó, thì chúng ta nhận thấy một cái điều mà Đức Phật ngài đã nói cho Ma Vương được biết đó. Khi mà Ma Vương cố tình để mà gây sự, thì cái vị con của Như Lai ở đây nó có hai nghĩa. Con của Như Lai không có sợ, không có rúng động, dù cho có 100.000 người như là Ma Vương. Thì con Như Lai có hai nghĩa, giống như là Tịnh Đạt đã trình bày. Thứ nhất là con thật sự là con dòng họ máu mủ, bởi vì khi mà trước khi đi tu. Và con của Như Lai ở đây còn một nghĩa, đó là một cái vị đã xuất gia vào trong giáo pháp, đã thọ trì giới hạnh và đã chứng đắc được thánh đạo quả. Thì Đức Phật ngài muốn nói cho Ma Vương được biết đó, con Như Lai không có run sợ, bởi vì con Như Lai đã thật sự là một bậc thánh vô lậu. Thì chúng ta sẽ thấy một cái điều, đó là cái run sợ hay là cái sợ hãi đó, đó là cái điểm mấu chốt của cái câu nhóm câu kệ ngôn pháp cú này, mà cũng là cái mấu chốt của cái duyên sự này. Sống ở trong cuộc đời này, chúng ta có nhiều cái nỗi sợ lắm, có nhiều cái nỗi sợ, và có những cái nỗi sợ đáng được lưu tâm để ý, khắc thành chữ, đáng được viết thành giấy, dán ở trên bàn học, ghi thành câu đối, hay là vẽ tranh treo trên tường. Và có những cái nỗi sợ đó là chúng ta cần phải vượt qua, và chúng ta không có quan tâm. Có những cái nỗi sợ giống như là có nhiều người là sợ bóng đêm, có nhiều người thì sợ độ cao, có nhiều người là sợ con sâu, có nhiều người sợ một cái vật gì đó nó ám ảnh khi mà tuổi thơ bị kích động, giống như là bị gặp chó, gặp mèo, gặp nước, vân vân. Thì những cái nỗi sợ đó nó cũng là sợ hãi, nhưng mà nó không phải là nỗi sợ đáng được lưu tâm. Ở đây chúng ta nói đến đây thì sẽ đoán ra cái nỗi sợ nào là cái nỗi sợ mà chúng ta cần phải lưu tâm, cần phải gìn giữ. Cần phải lưu tâm, cần phải gìn giữ. Nói theo lý thuyết thì chúng ta sẽ nói một cái vắn tắt, đó là nỗi sợ luân hồi. Nỗi sợ luân hồi. Nhưng mà nỗi sợ luân hồi thì nó trừu tượng quá. Trừu tượng quá. Trước mặt chúng ta sẽ thấy là nỗi sợ về già bệnh chết. Và trong cái già bệnh chết đó, thì chúng ta sẽ thấy đó là cái nỗi sợ chết là cái nỗi sợ lớn. Nỗi sợ chết. Thật sự ra cái nỗi sợ chết có nhiều người không có phải biết đạo, không có học đạo, ngày nào người ta cũng mới sợ chết. Nhưng mà tại sao người học đạo, người hiểu biết giáo lý lại có nhiều người sợ chết? Cái sợ chết ở đây nó còn một cái ý nghĩa. Tại sao phải sợ chết? Bởi vì khi mà chúng ta hỏi tại sao sợ chết á, thì lúc đó chúng ta mới có một câu trả lời. Sợ chết là sợ đau đớn, sợ chết ngọt, sợ chết nóng, sợ chết lạnh, vân vân, sợ chết bất đắc kỳ tử. Và cái sợ chết thứ hai đó là cái sợ chết tái sanh về đâu. Cái sợ chết tái sanh về đâu. Nếu mà chúng ta được cấp một cái vé đặc biệt sau khi chết,
trở thành người giàu sang phú quý, sau khi chết trở thành một cái vị vị chư thiên ở cõi trời hưởng quả phước, thì lúc đó chúng ta còn sợ chết nữa hay không? Hay là chúng ta chỉ sợ chết đó là chết rồi không biết nó vất vưởng đi đâu, tái sanh làm cái lò bàn xanh, hay là làm một cái người nghèo khó khốn khổ, hay là tội nghiệp hơn trở thành một cái loài ngạ quỷ đói, vân vân, thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái nỗi sợ kinh hoàng. Dạ. Thì đó là những cái nỗi sợ mà liên quan đến cái pháp tu tập làm cho chúng ta hoàn thiện mỗi ngày. Đó là những cái nỗi sợ cần được lưu tâm, lưu ý. Nhiều khi có những cái nỗi sợ nó cũng hơi, thật sự nó không phải là nỗi sợ, nhưng mà do là chúng ta chưa có quen. Sợ hãi ở đây nó có nghĩa là khi mà đối diện với lại cái vấn đề mà chúng ta khó khăn đó, là chúng ta cảm thấy mất bình tĩnh, cảm thấy hoa mắt, tay chân run rẩy và không còn cái khả năng kháng cự. Và có những cái nỗi sợ giống như là nói chuyện trước đám đông, hay là cái nỗi sợ là học kinh không thuộc. Thì cái những nỗi sợ đó là, thật sự ra mình kêu nỗi sợ, nhưng mà đó là những cái tâm trạng chưa quen. Đó là những cái trạng thái tâm lý thôi, chứ nó không phải thật sự là nỗi sợ. Khi mà ngài Đức Phật ngài nói ngài Rahula không còn sợ đó, cho dù Ma Vương có làm cách nào đi nữa, bởi vì một cái vị vô lậu, một cái vị vô lậu ở đây thì những cái vị tử chúng ta học ví dụ học Phật pháp đó, học giáo lý thì chúng ta sẽ hiểu, nhưng mà đôi khi vô lậu hay là giải thoát thì chúng ta hơi cũng còn chung chung. Ở đây nói là không còn tham cầu, không còn tham ái, không còn chấp thủ. Đó là một vị vô lậu. Thì khi không còn mong cầu, không còn tham ái dính mắc, hay không còn chấp thủ, thì lúc đó đối với bản thân mình, đối với cái vật ngoài thân mình, có hư hao, có mất mát, có bệnh hoạn như thế nào đó, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn lo lắng. Không còn lo lắng. Không còn lo lắng ở đây đó là mình không còn lo lắng thái quá như hồi trước, chứ không còn lo lắng không phải là như là một vị A-la-hán vô lậu. Và chúng ta là những người đang thực hành thôi, chúng ta không phải là chúng ta đã trở thành, mà chúng ta đang thực hành. Thì những cái pháp như là tham ái dính mắc, hay là bám chấp, chấp thủ đó, cho đó là của ta, cho đó là ta, cho đó là phải là như thế này, phải là thường còn, phải là nguyên vẹn, thì chính những cái hiểu sai như thế đó làm cho chúng ta luôn luôn có một cái tiềm ẩn về lo lắng, sợ cái thân này nó sẽ bị đau, sợ cái thân này nó sẽ bị già, sợ cái ngôi nhà của chúng ta, sợ chiếc xe, sợ một cái bình nước, một cái ly, một cái bộ tách quý, một cái món đồ cổ bị hư hao, bị nứt đổ, bị trộm cắp, rồi sợ cái người thân xa lìa, mất mát. Chúng ta có một cái suy nghĩ, cái tư tưởng là chấp thủ, đó là ta, đó là của ta, thì chắc chắn nó sẽ tiềm ẩn một cái nỗi lo sợ. Còn khi mà chúng ta cố gắng để mà thực hành đó, cố gắng để thực hành chứ không phải là chúng ta nói mà chúng ta suy nghĩ là được. Chúng ta cố gắng thực hành từng chút một đó, để hiểu rõ bản chất vô thường, vô ngã đối với bản thân và ngoài cái thân này, thì lúc đó chúng ta sẽ
dần dần xóa được cái tiềm ẩn của cái lo sợ đó. Dạ. Còn cái ý nghĩa của cái việc đó là một cái vị đại nhân, một cái vị đại trí tuệ, hay là một cái vị chứng đắc được tứ tuệ phân tích đó, thì đó là những cái điều mà Đức Phật Ngài muốn ca ngợi, Ngài muốn nói thêm một cái vị vô lậu có những cái khả năng như vậy. Thật sự ra khi mà đoạn tận các cái khổ đau, cái phiền não, thì nó không còn cái bám chấp nữa, thì đương nhiên là không còn sợ hãi. Còn một cái điều nữa đối với cái lo sợ đó, chúng ta có một cái kinh nghiệm, mỗi người sẽ một cái kinh nghiệm, nhưng mà bản thân Tịnh Đạt có một cái kinh nghiệm như thế này. Cái lo sợ nó cũng là tâm lý của cái tâm sân, cái tâm sợ hãi. Quý vị để ý khi mà một cái đứa con nít nó chưa ý thức được cái việc mà con gấu hay là một cái con rắn hay là một cái con chó nó hung dữ, nó có thể gây thương tích, thì một cái đứa bé nó gặp những cái con đó đó, thì nó nhìn bằng cái tâm đó là cái tâm không có lo âu. Nhưng mà người lớn á, khi mà chúng ta nhìn những cái loài hung dữ hay là độc, thì chúng ta sẽ có một cái sự chuẩn bị lo sợ. Lo sợ là chúng ta bị thương, thì chính cái sự lo sợ nó cũng là cái trạng thái của tâm sân. Và khi mà con vật đó, con vật nó cảm nhận được cái người đối diện mình đó có một cái trạng thái phòng bị và lo sợ, nó cũng có một cái trạng thái gần tương tự như vậy. Thì quý vị nghĩ hai cái trạng thái tâm lo sợ và sân hận khi mà gặp nhau thì nó sẽ đốt, thì nó sẽ gây ra những cái phản ứng, tức là có thể là con chó nó sẽ tấn công hoặc là con người đó sẽ tấn công. Có một cái ví dụ đó là những cái người làm công việc cứu những cái con vật bị mắc kẹt ở trong bùn lầy hay là vướng ở cái tấm lưới đó, hay là những con chim bị mắc cạn ở trong nước đó, thì người ta chia sẻ là khi những cái người đó đó mà muốn đến giúp những cái con vật đó đó để giải cứu cho nó thoát ra khỏi cái bẫy hoặc là cái nguy hiểm đó, người đó thật sự là người ta chia sẻ là phải an trú trong tâm từ, an trú trong tâm từ. Bởi vì khi mà chúng ta an trú trong tâm từ sẽ tỏ ra một cái năng lượng là không có sợ hãi và không có cái sự sân hận trong đó. Lúc nào quý vị thử đi, quý vị thử chúng ta đến nhà bạn hay đến nhà của người thân đó, mà chúng ta bắt gặp một cái đứa bé hoặc là một cái con vật nuôi ở trong nhà mà chúng ta muốn tiếp cận, trước tiên là chúng ta thử bằng cách là chúng ta tỏ ra cái vẻ bực bội. Thì thử khi mà chúng ta tiếp cận đó, là chúng ta tiếp cận không được hoặc là rất là khó. Một là đứa bé nó sẽ khóc, hai là cái con vật nuôi nó sẽ bỏ chạy. Và chúng ta thử một lần khác thì chúng ta thử bằng cái sự trìu mến, cái sự mát mẻ, và chúng ta sẽ thấy cái sự khác biệt giữa hai cái tâm trạng tâm lý đó. Và khi mà tỏ ra cái sự trìu mến mát mẻ đó, thì tiếp cận một cái đứa bé mà nó không có quen với mình đó, con cháu mà nó gặp người lớn nó hay sợ đó, thì tự nhiên mình sẽ có một cái thái độ, một cái lời nói hay là một cái cử chỉ mà đứa bé nó mến, và cái con vật nuôi nó cũng mến. Đây là những cái kinh nghiệm thật của Tịnh Đạt khi mà về nhà đó, gặp những cái đứa bé nó hay gặp người lớn nó khóc, hay là nhất là gặp một cái vị tu sĩ nó chưa từng thấy trong cuộc đời nó, thì nó sẽ khóc. Nhưng mà mình cố gắng mình dùng cái tâm mát mẻ
triều mến để mà mình tiếp cận, để mình có thể có thể tiếp cận được. Thì ngược lại cái tâm lo sợ đó, cái tâm mắc mẻ. Bởi vậy trong thiền có cái thiền là thiền tâm tư đó. Đó là một cái điều mà chúng ta có thể áp dụng ở trong cuộc sống được. Chứ cái lo sợ cần nên được xem xét lại. Những cái lo sợ chúng ta cần phải khắc phục. Nhưng mà những cái lo sợ là chúng ta cần phải để tâm lưu ý. Đó là cái lo sợ về cái việc là làm tốt, làm xấu. Cái lo sợ về cái hậu quả của cái việc làm. Cái lo sợ về cái việc đó là luân hồi, tái sanh. Thì đó là những cái ưu tư mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì thông qua cái câu nhóm câu kệ ngôn pháp cú 351 và 352 này, Tịnh Đà cũng xin chia sẻ với đạo tràng trên diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề về cái duyên sự và cái ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú này. Một nữa Tịnh Đà xin kính chúc chư tăng và các Phật tử chúng ta có nhiều cái thời gian học pháp, nghe pháp và học Phật pháp được nhiều cái an lạc, và cố gắng duy trì cái thời gian chúng ta tham gia diễn đàn được điều đặn và gặt được nhiều cái kết quả cho riêng mình, cũng như là sớm thành tựu những ước nguyện. Tịnh Đà xin kết thúc cái bài chia sẻ ngày hôm nay đến đây. Một lần nữa xin kính chúc chư tăng và quý vị đạt được sự an vui. Nam mô Buddhaya. Mời cô MC trở lại với diễn đàn. Sa thu sa thu lần thay, dạ thay mặt đại chúng châu rùng con xin được thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt đã từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng ý nghĩa và duyên sự bài kinh Pháp Cú số 352 đến hàng Phật tử chúng con. Chúng con học hiểu và hành theo cho được sự lợi ích và sự an vui và sự tiến hóa. Chúng con thành kính tri ân đại đức Tịnh Đạt. Và thay mặt đại chúng một lần nữa con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh từ vi hoan hỷ chúc phúc cho đồng sau thời pháp. Nam mô Buddhaya. Và con xin được thành kính cùng thiền đại đức Minh Hạnh. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappade uttasappa buddha anuhavena sada sati pungantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappade uttasappa dhamma anuhavena sada sati pungantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappade uttasappa sangha anuhavena sada sati pungantu te. Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho hoa của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú lần tay, và chúng con xin được thành kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư đại để